Vừa qua, Ban dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra công trình nước sạch thuộc đề án 2037 hỗ trợ vùng có nhiều đồng bào Mông sinh sống tại xóm Khe Mông, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ. Đây là dự án cấp thiết đối với xã Văn Lăng, bởi người dân xóm Khe Mong đang thiếu nước sinh hoạt. Đường dẫn nước tự chảy trước đây đã hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng. Công trình nước sạch với kinh phí đầu tư trên 1,2 tỷ đồng đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho gần 50 hộ dân tộc Mông ở khu vực này. Qua khảo sát, ban dân tộc tỉnh đã đề nghị địa phương cũng như bà con khu vực hưởng lợi từ công trình tiếp tục giữ gìn môi trường, bảo vệ công trình cũng như sử dụng nước tiết kiệm hợp lý, tránh gây ảnh hưởng tới đồng nguồn. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần xây dựng quy chế quản lý, vận hành thống nhất để khai thác sử dụng có hiệu quả công trình nước sinh hoạt tập trung, chủ động khắc phục sửa chữa kịp thời nếu có hư hỏng.